ngành y chưa bao giờ giảm đi được độ hot của mình vì cơ hội việc làm cao ngay sau khi tốt nghiệp cùng với mức lương và sự đãi ngộ tuyệt vời chính là những ưu điểm thu hút rất nhiều sinh viên lựa chọn ngành học này. Mỹ là đất nước sở hữu nền giáo dục hàng đầu thế giới, trong đó thì y khoa là một trong những ngành thế mạnh của Mỹ. Bất cứ một sinh viên yêu thích y khoa đều mong muốn được học tập ở một môi trường chuyên nghiệp bậc nhất thế giới như là tại Hoa Kỳ. Và để tìm hiểu chi tiết về thông tin, chi phí, điều kiện, thủ tục học ngành y tại Mỹ như thế nào thì trong chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngành y tại Mỹ có độ hot như thế nào thông qua cuộc trao đổi với chị Quế Hương. Hiện chị đang là chuyên viên tư vấn du học Mỹ tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương các bạn nhé. Vâng, xin chào chị Quế Hương. Chào Mai và các bạn. Thì chị Quế Hương có thể cho các bạn biết là đối với những bạn muốn học ngành y tại Mỹ thì cần đáp ứng những điều kiện gì và thời gian cũng như là chi phí học bao nhiêu vậy ạ? Hiện nay các trường tại Mỹ đều cho phép sinh viên Việt Nam được học các chương trình y khoa như y, nha khoa, dược, sinh học, an toàn sức khỏe, lao động, v.v. Tuy nhiên, để có được một vị trí trong một trường y ở Mỹ là không hề đơn giản tí nào và điều kiện tuyển sinh du học y khoa tại Mỹ rất gắt gao. Ngoài yêu cầu gắt gao về điểm số, các trường y còn yêu cầu ứng viên nộp đơn phải có bài viết thể hiện rõ sự yêu thích các hoạt động cộng đồng trong suốt thời gian học trung học phổ thông mà còn phải thể hiện rõ những hoài bão khi trở thành một sinh viên. Cụ thể, các yêu cầu điều kiện dành cho sinh viên muốn đi du học Mỹ ngành y khoa như sau. Về điểm dự bị y khoa và điểm Medical College Admission Test thì các bạn phải đạt được điểm cao, nghĩa là trước khi học chính thức chương trình y khoa tại Mỹ, sinh viên phải học chương trình dự bị 3 năm tại Mỹ. Điều kiện về điểm tùy thuộc vào từng trường. Có luận văn, thư giới thiệu cực kỳ ấn tượng từ khoa chuyên ngành của trường đại học mà các bạn đã học. Bên cạnh đó, các bạn còn phải trải qua các vòng phỏng vấn cực khắt khe và phức tạp. Điều quan trọng là sinh viên phải chọn đúng trường phù hợp với mình và chuẩn bị thật tốt về nhiều mặt. Vì du học ngành y tại Mỹ là một quá trình lâu dài và vất vả, chương trình học bao gồm chương trình dự bị y khoa 3 năm. Không chỉ hoàn thành chương trình này với kết quả cao, bạn còn cần phải tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện hay các chương trình nghiên cứu, làm việc ở các trung tâm y tế của địa phương hay công việc nào đó tương tự cũng là điểm cộng cho bạn khi xét hồ sơ vào trường. Chương trình đại học 4 năm. Trong 2 năm đầu, sinh viên sẽ học lý thuyết y khoa trên lớp và phòng thí nghiệm. Sau 2 năm đó, sinh viên phải thi USMLE-1 và tiếp tục học 2 năm nữa tại trường với thời gian được đi thực tập tại các cơ quan y tế. Năm thứ tư, sinh viên phải đăng ký chương trình nội trú và thi USMLE-2, chương trình nội trú như là tiến sĩ Việt Nam thì thường kéo dài 3 năm hoặc là từ 5 đến 7 năm tùy vào theo ngành. Và trong thời gian này, sinh viên sẽ nghiên cứu chuyên sâu vào một ngành và được tham gia nhiều hội nghị quốc tế, được hỗ trợ 40.000 đô la Mỹ một năm và thi USMLE-3 khi mà kết thúc khóa học. Và sau đó, sinh viên phải trải qua chương trình thực tập kéo dài từ 1 đến 3 năm để được cấp giấy phép hành nghề. Như vậy, các bạn có thể mất từ 11 đến 15 năm để hoàn thành chương trình y khoa tại Mỹ và được cấp giấy phép hành nghề. Không những thế, học phí ngành y các trường ở Mỹ thường rất cao, xấp xỉ là từ 50.000 đô la Mỹ đối với sinh viên quốc tế. Nên hãy suy nghĩ cẩn thận, có được sự chuẩn bị tốt về tinh thần và kiến thức trước khi nộp hồ sơ vào trường. Vâng, thì như những thông tin mà chị Quế Hương vừa chia sẻ, thì điều kiện tuyển sinh của các trường y tại Mỹ là không hề đơn giản đúng không các bạn? Vậy thì chương trình đào tạo dành cho các bác sĩ y khoa tại Mỹ sẽ như thế nào vậy ạ? Chương trình đào tạo bác sĩ tại Mỹ có thể tóm tắt thành 3 giai đoạn sau. Thứ nhất, về chương trình đại học tối thiểu 4 năm. Để vào được trường y, các sinh viên phải tốt nghiệp ít nhất bằng đại học. Kết quả kỳ thi MCAT, gọi tắt là Medical College Admission Test, cộng thêm làm việc thiện nguyện, các hoạt động ngoại khóa, làm cộng đồng, nghiên cứu và kết quả của phỏng vấn là các yếu tố để được chọn vào trường y qua sau 4 năm đại học. Về thứ hai, đó là về trường y để lấy văn bằng tiến sĩ y khoa gọi là Doctor of Medicine, kéo dài 4 năm và chia làm 2 thời kỳ. 2 năm đầu tập trung học khoa học căn bản xen kẽ với thực tập tại bệnh viện. 2 năm cuối thực tập với tất cả các khoa và chuyên ngành. Để được lên năm 3, sinh viên y khoa phải thi đậu USMLE-1 để tốt nghiệp và sinh viên bắt buộc phải đậu USMLE-2 và USMLE-CS. Điểm USMLE-1 and 2 và CS dùng để nộp sinh vào nội trú. Và thứ ba, đó là nội trú gọi là Residency or Fellowship về chuyên khoa.
hay còn gọi là Graduate Medical Education, bao gồm Residencies và Fellowship. Nội trú Residencies bao gồm tất cả các chuyên khoa, Fellowship bao gồm các chuyên khoa sau nội trú. Tất cả các bác sĩ muốn hành nghề tại Mỹ phải học nội trú, và bác sĩ nội trú được trả lương hàng năm trung bình khoảng 40.000 đô la Mỹ một năm. Chương trình nội trú kéo dài từ 3 đến 7 năm tùy theo chuyên ngành. Và trong thời gian này, các bác sĩ sẽ thi USMLE-3 là kỳ thi cuối để chứng nhận lấy bằng hành nghề. Và các bác sĩ Việt Nam trong chương trình này sẽ xin vào giai đoạn nội trú. Vừa rồi thì chị Quế Hương có giới thiệu là các bác sĩ Việt Nam trong chương trình nội trú sẽ xin vào giai đoạn nội trú. Thì qua đây chị Quế Hương có thể giới thiệu thêm là vai trò và trách nhiệm của một bác sĩ nội trú là như thế nào hay không? Và thời gian cũng như là mức lương ra sao vậy ạ? Thì bác sĩ nội trú tại Mỹ có nhiều quyền hạn và trách nhiệm gần như tương đương với bác sĩ có bằng hành nghề. Tùy theo số năm nội trú và quyền hạn và trách nhiệm khác nhau, bác sĩ nội trú kê toa, chuẩn đoán và mổ xẻ dưới sự theo dõi của bác sĩ. Vì là công việc hợp đồng nên các bác sĩ nội trú được trả lương theo năm, lãnh tiền mỗi 2 tuần như bất kỳ nhân viên nào của bệnh viện và được hưởng các chế độ bảo hiểm sức khỏe, ngày nghỉ. Các bệnh viện tại Mỹ dựa vào các bác sĩ nội trú để tồn tại và phát triển. Lý do vì các chương trình bảo hiểm liên bang trả tiền đào tạo bác sĩ nội trú cho bệnh viện. Càng nhiều chương trình nội trú và nhiều bác sĩ nội trú thì bệnh viện càng uy tín và nhận được nhiều tiền từ chính phủ hơn. Và thêm vào đó, các bác sĩ nội trú khám và chữa bệnh cho bệnh viện, giảm gánh nặng trả lương cho các bác sĩ chính thức. Ngược lại, các bác sĩ nội trú được trả lương mặc dù không nhiều là từ 40.000 đô đến 50.000 đô một năm và được học, được thực tập chuyên môn tại bệnh viện. Các bác sĩ nội trú làm việc khoảng từ 50 đến 60 giờ một tuần. Có những chuyên ngành như phẫu thuật có thể kéo dài đến 80 giờ một tuần. Vì vậy, các bác sĩ Việt Nam cần phải có kiến thức lâm sàng và sức khỏe tốt để có thể hoàn thành chương trình nội trú căng thẳng này. Vâng, vậy thì tới đây, Quế Hương có thể giới thiệu cho các bạn biết danh sách các trường y khoa hàng đầu tại Mỹ để các bạn tham khảo được hay không? Mỹ hiện là quốc gia thống trị bảng xếp hạng tổng thể các trường đại học, nên lĩnh vực y khoa tất nhiên sẽ có mặt trong bảng xếp hạng. Đại học Harvard vẫn mạnh mẽ trong top đầu, và năm nay có thêm các trường khác cũng nằm trong top 10 như sau. Đó là Đại học Stanford đứng thứ 4, Đại học California Los Angeles đứng thứ 5, Đại học Johns Hopkins đứng thứ 6, Đại học Yale đứng thứ 7 và cuối cùng là Đại học California San Francisco đứng thứ 9. Có hơn 14 trường đại học y khoa Mỹ xếp hạng trong top 50 các trường đại học trên thế giới. Hầu hết các trường y khoa hàng đầu tại Mỹ được đánh giá căn cứ trên diện tích rộng và sự đào tạo toàn diện kết hợp nhịp nhàng, sự quản lý của nhà nước và tư nhân. Những tiêu chí hàng đầu xếp hạng vẫn dựa trên môn học mà là trường đào tạo. Các trường chuyên ngành đáng chú ý trong bảng xếp hạng bao gồm là Minnesota Mayor Medical School, Texas Baylor College of Medicine, The University of Texas Anderson Cancer Center, còn rất là nhiều trường nữa. Ngoài ra thì còn có nhiều trường ở Mỹ có đào tạo ngành y khoa để được hướng dẫn chi tiết cụ thể về thông tin, chi phí, điều kiện đầu vào, thủ tục nhập học ngành y tại Mỹ thì như thế nào. Thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp tại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương theo số điện thoại là 0838484879 hoặc truy cập vào website tandaiduong.edu.vn. Và các bạn lưu ý một điều rằng là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội các bạn nhé. Vâng, xin cảm ơn chị Quế Hương rất nhiều đã đồng hành cùng chương trình Hỏi Đáp Du học Mỹ với những chia sẻ thật sự bổ ích cho những bạn nào đang ấp ủ ước mơ trở thành y bác sĩ trong tương lai khi du học Mỹ các bạn nhé. Nếu còn bất kỳ những thắc mắc nào liên quan đến ngành y khi du học Mỹ cũng như là thủ tục làm hồ sơ khi xin visa du học Mỹ ra sao, các bạn hãy liên hệ trực tiếp với các tư vấn viên tại Tân Đại Dương qua số điện thoại 0838484879, website là tandaiduong.edu.vn. Ngoài ra thì Tân Đại Dương còn có hai chi nhánh khác là ở quận 5 và tại thành phố Nha Trang. Lưu ý là Tân Đại Dương không có chi nhánh ngoài Hà Nội nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.